Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Bảy ngày 19 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Sau hơn 2 năm sắp nhập về thành phố Điện Biên Phủ, 4 xã Pá Khoang, Mường Phăng, Nà Nhạn, Nà Tấu đang đổi thay từng ngày. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, đường giao thông đến các thôn bản được đầu tư đồng bộ. Đời sống của nhân dân được cải thiện và không ngừng nâng lên. Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, huyện Mường Ảng đã chuẩn bị chu đáo cho ngày hội giao nhận quân, tiễn đưa những thanh niên ưu tú của huyện lên đường nhập ngũ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lì Lì Xá, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Năm 2021, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác tư tưởng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra. Kết quả công tác năm 2021, Đảng bộ có 3 trên 13 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 trên 13 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 17,6%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80,5%. Công tác phát triển đảng viên mới thực hiện đạt chỉ tiêu. Trong năm đã chuyển đảng chính thức cho 4 đảng viên dự bị, kết nạp mới 4 đảng viên. Tiếp tục giới thiệu đối tượng quần chúng ưu tú tham gia các lớp cảm tình đảng và bồi dưỡng đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng tiếp tục được quan tâm thực hiện sát sao, đảm bảo theo đúng nội dung kế hoạch đề ra. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lì Lì Xá, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo trong năm qua. Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí đề nghị Đảng ủy Sở tiếp tục tập trung lãnh đạo, quán triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của Đảng bộ khối tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện các chương trình trọng tâm thuộc phạm vi của ngành, đồng thời quan tâm công tác phát triển đảng viên trong đơn vị, đảm bảo theo quy trình, quy định, làm tốt công tác kiểm tra giám sát của Đảng, xử lý, đề nghị xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, nỗ lực đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho một đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2017-2021. Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho 3 tổ chức đảng và 14 đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Chiều nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Điện Biên Phủ cùng các tân binh đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Him Lam trước khi lên đường nhập ngũ. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng đại diện các cơ quan đoàn thể thành phố và các tân binh đã đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân và xương máu của mình cho nền độc lập tự do của dân tộc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các tân binh nguyện đoàn kết, quyết tâm, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để kịp thời động viên tinh thần các thanh niên lên đường nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với các đơn vị và các đoàn thể, tổ chức tặng quà, động viên các tân binh trước khi lên đường làm nhiệm vụ, đồng thời mong muốn các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân. Trong năm 2022 này, thành phố có 104 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 65 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 39 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, 100% tân binh đều đạt sức khỏe tốt. Ngày 19 tháng 2, Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên tổ chức tổng kết đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, đơn vị đang quản lý 6 hệ thống đại lý với tổng số 440 nhân viên, bao gồm Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Bưu điện, Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung tâm Y tế và Viettel. Qua thực tế hoạt động, các đại lý, nhân viên đại lý thu đã phát huy năng lực, kiến thức được đào tạo, chủ động tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng. Kết quả, đến hết năm 2021, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là trên 15.200 người, tăng trên 3.700 người so với năm 2020, đạt 107% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Số người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng là trên 41.400 người, tăng gần 16.000 người so với năm 2020. Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thông tin một số nội dung thay đổi về chính sách pháp luật liên quan đến đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng như thay đổi tuổi nghỉ hưu, thay đổi tỷ lệ hưởng lương hưu, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận, giải đáp vướng mắc trong hoạt động của hệ thống đại lý thu, đồng thời đề xuất các giải pháp, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay để thực hiện tốt hơn công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm sáp nhập về thành phố Điện Biên Phủ, 4 xã Pá Khoang, Mường Phăng, Nà Nhạn, Nà Tấu đang đổi thay từng ngày. Sự chuyển biến rõ rệt nhất phải nói đến đó là hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, đường giao thông đến các thôn bản ngày càng được đầu tư đồng bộ, đời sống của người dân được cải thiện và không ngừng được nâng lên. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đi trên con đường bê tông mới, sạch đẹp, anh Quảng Văn Thái cũng như người dân ở bản Co Muông rất phấn khởi trước sự quan tâm của thành phố Điện Biên Phủ đã đầu tư xây dựng tuyến đường này để bà con đi lại thuận tiện. Sát nhập thành phố, cũng nhà nước cũng hỗ trợ một con đường. Cũng hai nữa thì trước thì đường xá dân sinh rất là khó khăn. Đấy, hiện tại bây giờ thì có một con đường xanh sạch đẹp thì bà con đi lại là cũng rất yên tâm. Đấy là không như thời xưa nữa. Hai nữa thì kể bà con nhà nước cũng đầu tư vào cái giống cho bà con nuôi cũng là rất là sinh sản. Bà con cũng rất là phấn khởi và rất là ổn định để an tâm sản xuất ạ. Từ khi sáp nhập về thành phố, xã Pá Khoang được đầu tư một số tuyến đường giao thông, kênh mương thủy lợi. Cũng từ đó ý thức của người dân với việc quản lý các công trình đổi thay rõ rệt. Nhân dân các bản tích cực tham gia, góp sức xây dựng nhà văn hóa, đồng thời nhận trách nhiệm tự quản nhà văn hóa để sử dụng chung các hoạt động cộng đồng. Đó cũng là một xã của vùng ngoài của thành phố. Thì về sáp nhập thì cũng được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo ủy ban thành phố, nên cũng được đầu tư và xây dựng, như là xây dựng cái trụ sở ủy ban này, và xây dựng cái nhà văn hóa của các thôn bản. Trong thời gian qua thì cũng về ý thức của dân ấy, thì về cái công tác phát triển sản xuất thì cũng được các phòng ban cũng được quan tâm, đặc biệt là phòng kinh tế cũng được hướng dẫn rất là cụ thể về phát triển kinh tế sản xuất của bà con. Không chỉ xã Pá Khoang, xã Mường Phăng cũng đã có nhiều đổi thay. Xã được đầu tư sửa chữa nhiều công trình hạ tầng như trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, nhà văn hóa cộng đồng. Bên cạnh đó, nhiều dự án phát triển kinh tế và du lịch mà thành phố đầu tư bước đầu hiệu quả. Tiêu biểu như dự án mô hình cây dâu Tây vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa thu hút khách du lịch đến tham quan. Sau khi sáp nhập vào thành phố Điện Biên Phủ, thì Ủy ban Nhân dân xã Mường Phăng ấy được sự quan tâm của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố quan tâm là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như là sửa chữa trụ sở nơi làm việc và nhà văn hóa cộng đồng xã và đầu tư đường điện sinh hoạt bản Co Điếu và xây dựng đường nông thôn mới như bản Động Đuông 2, Tân Bình và kênh mương thủy lợi bản Trai Căn. Hai xã Nà Tấu, Nà Nhạn cũng đang có nhiều chuyển biến tích cực và trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của thành phố. Sau khi được đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, thì thứ nhất là về hiệu quả kinh tế cho bà con nhân dân
đem lại cho bà con nhân dân. Thì thứ nhất là về đi lại thuận tiện cho bà con nhân dân. Thứ hai là phục vụ cho sản xuất, phát triển kinh tế cho bà con nhân dân. Hiện nay bà con trong 4 xã mới sắp nhập về thành phố Điện Biên Phủ đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chỉ còn xã Pá Khoang mới hoàn thành 13 trên 19 tiêu chí. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục quan tâm dành nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, nâng cao đời sống người dân tại xã Pá Khoang nói riêng và 4 xã mới sắp nhập nói chung. Qua đó nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các xã, phường. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, huyện Mường Ảng đã và đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho ngày hội giao nhận quân tiễn đưa những thanh niên ưu tú của huyện lên đường nhập ngũ. Năm 2022, huyện Mường Ảng đã tuyển chọn được 116 công dân nhập ngũ, trong đó thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân 36 công dân, nghĩa vụ quân sự 80 công dân. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, xã sẽ tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho các công dân có lệnh gọi nhập ngũ và triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong ngày hội giao quân. Đến thời điểm hiện tại, huyện Mường Ảng đã hoàn thành các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và sẵn sàng cho lễ giao nhận quân năm 2022. Từ khi nhận được chỉ thị, chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022, đối với Ban Chỉ quân sự huyện đã phối hợp với Công an huyện, chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, triển khai các hướng dẫn thực hiện công tác tuyển quân đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời từ cấp huyện đến cấp cơ sở, xã và thị trấn theo đúng quy trình. Thế qua đó đã chọn lựa được 116 công dân, bảo đảm đủ các tiêu chuẩn. Và tính đến thời điểm hiện nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã hoàn tất các cái nội dung chuẩn bị đầy đủ cho buổi lễ giao nhận quân. Ngay sau khi được giao chỉ tiêu, xã Ảng Tở đã phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu từng ban, đoàn thể từ xã đến bản trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Trong đợt tuyển quân năm 2022, xã đã tuyển chọn được 10 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 4 công dân tham gia công an nghĩa vụ. Thực hiện công tác tuyển quân năm 2022 đối với Ban Chỉ huy Quân sự xã, ngay từ có kế hoạch triển khai của cấp trên, thì Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã làm tốt công tác tuyên truyền và rà soát, nắm chắc độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nam công dân từ 18, đủ 18 đến 25 tuổi và đến 27 tuổi là đối với công dân có trình độ đại học, cao đẳng. Và để thực hiện tốt cái công tác các khâu, các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ thì Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng đã làm tốt từ khâu sơ tuyển đến tuyển chọn và xét duyệt hồ sơ. Đối với chất lượng của công dân nhập ngũ năm nay là về phẩm chất chính trị là có phẩm chất đạo đức tốt, đại diện chính trị rõ ràng và có 4 công dân viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ. Trong đó đặc biệt nhất là có 2 công dân trong một gia đình là viết đơn tình nguyện thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Là từ khi biết được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022, bản thân tôi rất vui và tự hào, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Khi vào quân đội, tôi sẽ hứa chấp hành kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Gia đình bà Đỗ Thị Hạnh ở bản Cha Nọ, xã Ảng Tở, năm nay có 2 người con trai cùng tham gia nghĩa vụ quân sự. Đối với bà và gia đình, đây là một niềm vinh dự, tự hào. Hiện cả 2 con trai bà đang rất phấn khởi, chờ ngày lên đường nhập ngũ. Là muốn cho 2 em lên trên đường, con tôi lên trên đường nhập ngũ. Thì bản thân tôi cũng muốn là cho con tôi vào cái môi trường quân đội để cho rèn rũa bản thân, với hai nữa là cho các em là vào đấy nó có một cái môi trường để rèn luyện về đạo đức rồi muốn cống hiến cho Tổ quốc mình những cái điều tốt đẹp nhất. Tôi đã quyết định cho 2 con tôi lên đường để nhập ngũ vào ngày mai. Sau khi biết được 2 anh em vào được môi trường quân đội thì em cảm thấy rất vui. Sau khi vào được môi trường thì em sẽ nỗ lực và cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ mà nhà nước đã giao.
Đến thời điểm hiện tại thì hai anh em chúng tôi cũng đã sẵn sàng để tham gia nhập ngũ. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2022 của huyện Mường Ảng đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo cho ngày các thanh niên lên đường nhập ngũ thực sự là ngày hội của toàn dân. Chương trình tiếp tục với các thông tin khác, thưa quý vị. Được coi là đầu mối quan trọng giúp kết nối quản lý nguồn vốn ưu đãi tới đối tượng chính sách, hộ nghèo. Thời gian qua, hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn được Ngân hàng Chính sách Xã hội toàn tỉnh quan tâm củng cố, đạt được nhiều kết quả tích cực. Xác định rõ vai trò tầm quan trọng của các tổ tiết kiệm và vay vốn trong công tác tín dụng chính sách xã hội tại địa phương, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng cho các đầu mối quan trọng này, trong đó quan tâm lựa chọn về mặt nhân sự có năng lực, có khả năng tập hợp, tuyên truyền, thống nhất được các thành viên trong tổ. Thường xuyên tổ chức tập huấn thường kỳ hàng năm và tập huấn đột xuất khi các chương trình nhiệm vụ ủy thác có sự thay đổi. Đồng thời phối hợp cùng với các tổ chức hội đoàn thể tăng cường kiểm tra giám sát tại các tổ, từ đó kịp thời phối hợp giải quyết những khó khăn vướng mắc tại chỗ. Việc củng cố nâng cao chất lượng các tổ tiết kiệm và vay vốn được thực hiện thường xuyên liên tục. Nhờ đó, tính đến hết tháng 12 năm 2021, trong số trên 2.200 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động giao dịch tại 129 điểm giao dịch trên toàn tỉnh, có 75% tổ hoạt động tốt, 15% tổ hoạt động khá, 10% xếp loại trung bình. Chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn được nâng lên đã góp phần tích cực vào chất lượng tín dụng chính sách xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc xây dựng các thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu được xã Thanh Sương, huyện Điện Biên chú trọng thực hiện. Qua đó, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao. Những ngôi nhà xây kiên cố, khang trang, đường bê tông sạch đẹp, những con đường hoa, vườn cây ăn quả xanh mướt đã hiện hữu ở đội 17 xã Thanh Sương, huyện Điện Biên. Để đạt nông thôn mới kiểu mẫu như hôm nay, từ năm 2019, người dân đội 17 đã đóng góp hàng nghìn ngày công, tự nguyện hiến hơn 2.000 m2 đất vườn để mở rộng các con đường thôn bản, đặc biệt là hiến đất để mở con đường vào trung tâm hành chính huyện Điện Biên. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 41 triệu đồng trên năm, 100% trẻ em đi học đúng độ tuổi. Tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động đạt hơn 95%, 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, số hộ khá giả chiếm hơn 44%, hộ giàu chiếm gần 10%, hộ nghèo chỉ còn hơn 2%. Sau hơn 2 năm nỗ lực, năm 2021, đội 17 đã được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được nông thôn mới kiểu mẫu, thì trước tiên bản đã vận động người dân và tuyên truyền cho nhân dân về bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế để kinh tế của người dân ngày càng nâng lên. Và bên cạnh đó thì cũng tuyên truyền cho người dân là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong thôn bản, đừng là ngõ xóm cho sạch sẽ. Các ban ngành đoàn thể trong bản cũng vận động và tuyên truyền nhân dân quyên góp và hiến đất để làm đường. Mở rộng các con đường để nó thoáng, xanh xanh đẹp hơn. Sau khi đạt được bản nông thôn mới kiểu mẫu thì đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao. Người dân cũng đã biết áp dụng các khoa học kỹ thuật cũng như là biết áp dụng các hình thức kinh doanh để nâng cao đời sống của người dân ngày càng phát triển. Sau khi bản mình đạt được nông thôn mới kiểu mẫu thì nhân dân ở đây rất là phấn khởi ạ. Mọi người ở đây yên tâm làm ăn này, phát triển các hình thức kinh tế, ví dụ như là kinh doanh buôn bán này, cửa hàng tạp hóa hoặc là bán đồ ven đường ấy, thì mọi người không cần phải đi xa nữa mà chỉ cần gọi là ra đường ấy là mình có cái đường đi qua trung tâm huyện thì rất là thuận tiện cho việc buôn bán đó. Đời sống gia đình của tôi thì cũng có nhiều thay đổi vì có cái tuyến đường này đi qua thì giao thông đi lại thuận tiện hơn trong việc buôn bán này, cũng như tiếp cận các khoa học kỹ thuật để mình áp dụng vào gọi là trong chăn nuôi này cũng như trồng trọt ạ. Với mục tiêu phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022, ngay từ đầu năm, thôn Nong Nhai 1, xã Thanh Sương, huyện Điện Biên đã đề ra các giải pháp căn cứ tình hình thực tế và bám sát các tiêu chí theo quy định. Trong đó, phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ được quán triệt tối đa. Việc nào khó thì cán bộ đảng viên tiên phong gương mẫu làm trước.
Với cách làm này, người dân thôn đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường xóm. Phong trào cải tạo vườn tạp, trồng cây có giá trị kinh tế cao được phát động sâu rộng. Đến nay, trên 90% số hộ dân trong thôn đã cải tạo vườn tạp để chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng trên năm. Về tiêu chí chưa đạt được ấy, thì nói chung là về cái cơ sở vật chất để mà thống nhất đạt được cái thôn bản kiểu mẫu ấy, thì văn hóa kiểu mẫu ấy, thì cái nhận thức của người dân chúng tôi là chưa đồng đều, cho nên bây giờ trên cơ sở đó là sẽ phải cố gắng thúc đẩy những công tác tuyên truyền. Cái thứ hai nữa, bây giờ đường đàng ngõ xóm thì chúng tôi đã bê tông hóa hết rồi, xong là muốn đạt được cái này thì phải có đường đàng xanh sạch đẹp hơn, có cây hoa cây cảnh, cho nên cái điểm này chúng tôi chưa thực hiện được. Nên từ giờ đến cuối năm sẽ cố gắng để giao cho chi hội phụ nữ thanh niên để trên cơ sở đó kết hợp với các chi hội khác để mà thực hiện. Đến nay, xã Thanh Sương, huyện Điện Biên đã có 7 thôn bản đạt thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2022, xã đề ra mục tiêu có thêm 6 thôn bản đạt thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu, xã đã chỉ đạo các thôn bản tiến hành rà soát và đánh giá tổng thể từng tiêu chí. Trong đó, giải pháp trọng tâm là khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân thụ hưởng, nhà nước và cán bộ đóng vai trò định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ thực hiện. Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thời gian qua huyện Tùa Chùa đã phối hợp với các cơ quan chức năng, xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch đào tạo nghề gắn với xây dựng mô hình sản xuất. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất trên địa bàn. Huyện Tùa Chùa có trên 30% lao động chưa qua đào tạo. Thời gian qua, huyện chú trọng triển khai đào tạo nghề gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Các lớp học nghề được xác định theo nhu cầu của học viên. Phương pháp đào tạo chú trọng thực hành nên học viên có thể áp dụng ngay vào thực tế. Các nghề được nhiều lao động đăng ký như kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm, nuôi ong mật, trồng chè, trồng cây ăn quả. Hiệu quả rõ nét của công tác đào tạo nghề thời gian qua là người dân biết áp dụng những kiến thức đã được học vào quá trình sản xuất và xây dựng thành công các mô hình kinh tế. Theo thống kê, trên 70% học viên sau các khóa đào tạo đã áp dụng hiệu quả kiến thức vào thực tế sản xuất, áp dụng thành công khoa học kỹ thuật vào sản xuất, qua đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Và đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại các chương trình của đài chúng tôi trên địa chỉ website điệnbiên.tv.vn hoặc qua kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.